Vì sao người học Phật nhiều, người vào cửa Phật ít? Nghe kinh, tụng kinh, tốt nhất là sau khi tụng kinh áp dụng vào cuộc sống thì sẽ được thọ dụng. Thời đại hiện nay, sự phiền phức của cả quả địa cầu chính là con người đều nghĩ lệch lạc, đi lệch hướng rồi, lệch rồi thì sẽ tạo tội nghiệp. Tội nghiệp chính là quả báo. Vì vậy khắp nơi đều xảy ra tai nạn. Những tai nạn này đều có nguyên nhân. Nơi nào là an toàn nhất? Cư dân ở nơi nào có tâm lương thiện thì nơi đó an toàn. Đây là đạo lý nhất định. Quý vị muốn biết sự hưng suy của một người, một gia đình, một xí nghiệp thì xem họ có hòa thuận hay không. Mọi người hòa thuận thì nhất định hưng thịnh. Mọi người bất hòa, tôi không phục anh, anh cũng không phục tôi, thì chắc chắn suy bại. Đoàn thể lớn hay nhỏ đều như vậy, vừa nhìn là biết rõ. Tâm này không thể lệch lạc, không thể bất chính. Lệch lạc và bất chính thì quý vị đi sai đường rồi. Phật Bồ Tát đi mất, ai đến hộ trì quý vị? Yêu ma quỷ quái. Vậy thì phiền phức sẽ rất lớn. Vinh quang thuộc về Chúa. Chúa yêu thương nhân loại. Nếu quý vị không yêu thương mọi người thì quý vị là giả, không phải thật. Mọi người đều mong muốn xã hội an định, thế giới hòa bình. Phải làm thế nào? Phương Tây tìm lại tôn giáo, phương Đông tìm lại văn hóa truyền thống thì thiên hạ thái bình. Phải thật lòng tin tổ tiên. Những lời nói của tổ tiên chắc chắn không hề sai. Nếu có sai thì không thể được truyền tới bây giờ. Văn hóa 5.000 năm quý giá biết mấy, càng xưa thì càng quý giá. Người giảng kinh rất nhiều, người học cũng rất nhiều, nhưng mấy ai vào được cửa Phật? Nguyên nhân gì vậy? Chưa buông bỏ danh văn lợi dưỡng, chưa buông bỏ. Hằng ngày vẫn nghĩ đến chuyện của thế tục, cứ nghĩ những chuyện này, luôn xem những chuyện này là việc lớn nhất. Vậy thì rất khó vào cửa Phật. Vào cửa Phật Pháp, người học Phật nhiều, người vào cửa Phật rất ít. Nguyên nhân là do không buông bỏ, tâm không thanh tịnh. Người xưa trong Tam giáo Nho, Thích, Đạo đều bắt đầu từ nền tảng đức hạnh. Đức hạnh là gì? Là hiếu thân, tôn sư. Vào cửa Tam giáo đều phải có điều kiện này. Quý vị bất hiếu với cha mẹ, bất kính với sư trưởng thì thầy không dạy quý vị. Vì sao vậy? Quý vị nghe không lọt tai. Vì vậy gốc của văn hóa cũng chính là gốc của việc học hành. Người thế nào mới có thể học tốt? Người con hiếu thảo, tôn sư trọng đạo thì có thể học tốt. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy khen, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô
đau.